Bali. Thầy là một vị tăng thông thạo năm thứ tiếng. Ngoài tiếng nước mẹ, còn có Trung Hoa, Pháp, Anh, Bali, Phạn ngữ. Nhật báo The Satellite tại Ấn Độ cho biết, luận án của Hòa thượng Thích Minh Châu được viết bằng năm thứ tiếng. Bali, Sanskrit, Trung Hoa, Pháp, Anh, dày hơn 1.000 trang đánh máy. Thật là một niềm tự hào cho Phật tử Việt Nam về tấm gương của người, một vị tăng tài đức. Luận án tiến sĩ của Hòa thượng ở tại Đại học Ấn Độ được người ta in ra, người ta nói, cũng như là người ta khen tặng, thì điều đó là một điều hãnh diện cho người Việt Nam và làm quý cho một cái tiếng tốt cho Phật giáo Việt Nam, có được những người cao tăng được như Hòa thượng, đức độ như Hòa thượng. Sau khi đỗ tiến sĩ, Hòa thượng được Đại học Bihar của Ấn Độ mời ở lại giảng dạy. Trong khoảng thời gian đó, Hòa thượng cũng đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm bằng tiếng Anh như Huyền Trang, Nhà Chiêm Bái và Học Giả. So sánh tập Bali Milinda Banha với tập Na Tiên Tỷ Kheo Chữ Hán, Pháp Hiển, Nhà Chiêm Bái Khiêm Tốn. Lúc ấy tại Việt Nam, giáo hội đang trong giai đoạn chuyển mình với mong muốn thành lập một hệ thống giáo dục kết hợp giữa hai hệ là Trung Quốc hệ và Bali hệ. Hòa thượng Thích Minh Châu được mời về nước để xây dựng học đường Phật giáo Việt Nam. Và năm 1964, tại sân bay Tân Sơn Nhất, những khúc nhạc tưng bừng chạy theo cảm xúc hân hoan phấn khởi đón chào Hòa thượng Thích Minh Châu sau chuyến xuất dương tu học từ đất Ấn về Việt Nam. Rộn ràng niềm vui, hạnh phúc ngập trời, nụ cười rạng ngời, hân hoan khi Hòa thượng đã về tới Việt Nam. Hàng trăm người dân và Phật tử chờ đón xôn xao, nhộn nhịp cả không gian trong từng bước chân của Hòa thượng. Lúc này Hòa thượng khoảng hơn 40 tuổi, nụ cười tươi tắn hiền hòa như mang cả mùa xuân về đến Việt Nam. Bỏ sau lưng những tháng ngày nhọc nhằn vất vả, khuôn mặt Hòa thượng rạng ngời hoan hỷ, đơn giản, bình dị làm sao. Dù không có cơ hội đứng trong không gian ấy, nhưng khi nhìn những thước phim này, chúng tôi vẫn cảm thấy lòng cứ ríu rít, như những đứa trẻ muốn nhảy cẩn mừng vui, chạy đến bên người, tim đập, chân nâng từng nốt nhạc theo nhịp người đi. Thật hạnh phúc và tự hào biết dường nào. Hòa thượng đã mang vinh quang về bằng những gì mình đã miệt mài và nỗ lực. Khi Hòa thượng mình cho về đó, thì máy bay đáp xuống ở tại Phú Bài, sân bay Phú Bài. Bây giờ ngày xưa thì chưa gọi là sân bay quốc tế, nhưng bây giờ gọi là sân bay quốc tế Phú Bài ở tại Huế, Thừa Thiên Huế đây. Thì khi được đoàn để đón Hòa thượng Minh Châu, người ta cờ sĩ và người đứng từ ở dưới Phú Bài mà có thể lên đến cao, một cái rừng người không thể diễn tả được. Khi Hòa thượng trở về ở Huế thì chính trong các vị tôi cũng đang còn trẻ thì đi theo chư tôn các ngài để đi đón Hòa thượng. Vì hình ảnh Hòa thượng thì quá như là vị tiên sư đầu tiên được nhân dân Phật tử Huế và các chư tôn cầu kiến hết sức là long trọng. Giáo dục miền Nam lúc ấy đang phát triển, đã có nhiều trường Bồ đề với các lớp dạy về trình độ cấp 2, 3 và cả mẫu giáo được mở ra. Tháng 4 năm 1964, sau khi trở về, Hòa thượng đã đem khả năng của mình để ứng dụng vào Phật sự và thế sự. Phát triển hệ thống trường Bồ đề tỉnh nào cũng có, trong đó Bồ đề Sài Gòn phát triển mạnh với hơn 20.000 học sinh, tại Huế hơn 7.000 học sinh. Chính sự lãnh đạo hướng dẫn của Hòa thượng đã đem lại cho ngành giáo dục của Phật giáo Việt Nam miền Nam phát triển khá mạnh. Ông về rồi bắt đầu ông ấy mở một cái lớp học ở nơi chùa Phổ Quang. Sau rồi nhiều người ta ủng hộ, cái ông hiệp sĩ đó người Huế cho miếng đất
xây cái cơ sở đó gọi là trường đại học Văn Hành. Từ đó Đức Phật giáo có một cái đại học. Hòa thượng vận động mọi người để thành lập trường Đại học Phật giáo Việt Nam. Lúc bấy giờ, Hòa thượng nhận chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Giáo dục, coi hệ thống giáo dục Bồ Đề toàn quốc. Được sự ủng hộ của đông đảo Phật tử, mà trong đó đa phần là giới trí thức, Viện Đại học Vạn Hạnh đã được thành lập với hai mục tiêu: xây dựng nhà giáo dục, làm sống dậy lòng tin nơi tuổi trẻ, cùng với châm ngôn duy tuệ thị nghiệp, tức mọi hoạt động của cơ sở giáo dục này tất cả nhằm hướng đến sự phát triển trí tuệ. Và đặc biệt cái Viện Đại học Vạn Hạnh này khá nội dân tốt, thăng đi theo học đã đông rồi mà người ngoài được theo học cũng đông lắm. Viện Đại học Vạn Hạnh được thành lập vào năm 1964 là hậu thân của Viện Cao đẳng Phật học do Hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng, trụ sở tạm đặt tại chùa Pháp Hội và chùa Xá Lợi ở Sài Gòn. Năm 1966, viện mới xây cất xong cơ sở riêng là tòa nhà chính với 4 tầng lầu, đặt tại số 222 đường Trương Minh Giảng, nay đường được đổi tên là Lê Văn Sĩ. Trường có 2 phân khoa Phật học và phân khoa học nhân văn với sĩ số 696 sinh viên. Đạo Phật á, du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 2 sau Kỷ Nguyên. Và từ khi du nhập cho đến nay á, thì Phật tử Việt Nam bao giờ cũng rằng là trung thành với cái tôn giáo cổ truyền của mình. Chúng tôi có thể nói rằng là các vị sư Việt Nam đã rằng là đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong các cái hoạt động về văn hóa, về nghệ thuật, về giáo dục trong cái đời sống của người Việt Nam. Trong suốt thời gian thành lập môi trường giáo dục, Hòa thượng Thích Minh Châu đã gặp vô vàn những khó khăn. Thế nhưng người luôn tìm tòi, khắc phục và áp dụng những tư tưởng tiến bộ để phát triển tích cực nền giáo dục của cả nước nói chung và Phật giáo nói riêng. Niên khóa năm 1966 đến năm 1967, viện mở thêm trung tâm ngôn ngữ, nâng sĩ số sinh viên Vạn Hạnh thời đó lên tới 802 sinh viên. Niên khóa năm 1967 năm 1968, viện thành lập phân khoa khoa học xã hội. Sĩ số ghi danh học năm đầu tiên của phân khoa này đã lên đến 1.190 sinh viên trong tổng số sinh viên toàn viện là 1.938 sinh viên. Kỳ cấp phát văn bằng đầu tiên của Viện Đại học Vạn Hạnh tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 1969 đã cấp phát văn bằng cử nhân Phật khoa cho 21 sinh viên đậu từ năm 1966 cho đến năm 1968 và văn bằng cử nhân văn học và khoa học nhân văn cho 23 sinh viên đậu từ năm 1967 đến năm 1968. Vì nhu cầu sinh viên gia tăng, viện đã đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất cho các phân khoa mới, nâng sĩ số sinh viên toàn viện lên đến 3.685 sinh viên. Lễ cấp phát văn bằng lần thứ hai của Viện Đại học Vạn Hạnh được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm 1972. Viện đã cấp phát 225 văn bằng cử nhân cho 3 phân khoa, gồm có cử nhân Phật học, cử nhân văn học và cử nhân khoa học xã hội. Niên khóa năm 1973 đến năm 1974, viện mở thêm phân khoa khoa học ứng dụng, trụ sở đặt tại đường Võ Duy Nguy, quận Phú Nhuận. Cũng tại môi trường Vạn Hạnh này, Hòa thượng Thích Minh Châu đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho nhiều vị giáo sư trong và ngoài nước, trong đó có giáo sư Nguyễn Đăng Thục, người tham gia công tác giảng dạy tại Đại học Vạn Hạnh, và vị giáo sư người Nhật Hajime Nakamura thuộc trường Đại học Tokyo. Ông là một học giả luận sư Nhật Bản lỗi lạc, đã dành cả cuộc đời mình để học tập và phiên dịch kinh điển Phật giáo. Viện Đại học Vạn Hạnh là hội viên của nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội Đại học Đông Nam Á, Hiệp hội Khoa học Xã hội Đông Nam Á,
và là hội viên sáng lập Hội đồng Đại học Tư lập Việt Nam. Đường hướng giáo dục được theo đuổi phụng sự ở Đại học Vạn Hạnh này là một đường hướng giáo dục toàn diện, xây dựng trọn vẹn hạnh đức, tâm đức và tuệ đức con người. Con người chỉ được phát triển tốt đẹp nếu cả năm mặt thể chất, tình cảm, tâm tư, tri thức, trí tuệ con người được phát triển điều hòa tốt đẹp, tạo nên một sự thăng bằng toàn diện của một con người toàn diện trong ý nghĩa tốt đẹp nhất của chữ giáo dục. Tờ báo Tư tưởng Vạn Hạnh do Hòa thượng Thích Minh Châu làm chủ nhiệm được phát hành khắp cả nước từ năm 1967 cho đến năm 1975 đã phần nào nói lên điều đó dưới ngòi bút của nhiều vị như Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Mãn Giác, Giáo sư Lê Tôn Nghiêm, Giáo sư Phạm Công Thiện cùng nhiều vị giáo sư khác. Không những xây dựng một môi trường học tập tốt, chuẩn mực, Hòa thượng Thích Minh Châu còn tạo nhiều niềm vui lành mạnh cho tuổi trẻ bằng những hoạt động ngoại khóa đầy ý nghĩa với tinh thần tập thể cao trong mái nhà Vạn Hạnh. Sự gần gũi và quan tâm của Hòa thượng đối với sinh viên luôn là dấu ấn khó phai đối với bất kỳ ai khi tâm hồn mình được nuôi dưỡng bằng nhiều tình yêu thương của một vị viện trưởng giản dị trong chiếc áo của một tu sĩ Phật giáo. Năm 1967 sau khi học tốt nghiệp tu tài, tôi lúc đó rất là mong ước được học về xã hội. Rất may mắn là trong Sài Gòn tôi tìm thấy chỉ có Viện Đại học Vạn Hạnh là có cái phân khoa khoa học xã hội và có cái ngành riêng để đào tạo những người về mặt xã hội và trong cái ứng dụng đời sống sau này. Mặc dù làm trong nhiều ngành nghề, lúc nào tôi cũng hiểu rằng cuộc sống là phải quan tâm tới những người chung quanh mình với những cái công tác xã hội, và cho tới ngày nay thì tôi thấy nhiều người cũng càng ngày càng thấy rằng cái ngành xã hội là cái tầm quan trọng mà thầy Minh Châu đã thấy từ cái thời điểm đó. Chính đường hướng giáo dục đầy nhân bản và trách nhiệm của Hòa thượng Thích Minh Châu đã tạo nền tảng cho rất nhiều sinh viên khi bước vào cuộc sống. Số đông những sinh viên tốt nghiệp từ Viện Đại học Vạn Hạnh là những người thành công ở nhiều lĩnh vực và luôn giữ cách sống chuẩn mực đạo đức đặt hàng đầu bên cạnh những tài năng vốn có của bản thân. Đó thực sự là một niềm vui và là nhân lành cần có để xây dựng một xã hội hiền thiện. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Ánh Ngọc đang đứng trên con đường Lê Văn Sĩ, con đường mà trước kia mọi người gọi tên là Trương Minh Giảng, và Viện Đại học Vạn Hạnh xưa kia do Hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng nay đã trở thành Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước. Hầu như những kiến trúc của trường đến giờ không thay đổi nhiều lắm. Sau năm 1975, ngôi trường được chuyển hẳn riêng hướng chỉ đào tạo về thế học cho đến tận bây giờ. Mặc dầu Viện Đại học Vạn Hạnh thì chỉ tồn tại được có 10 năm, nhưng mà đến bây giờ thì tất cả sinh viên Vạn Hạnh vẫn còn quan hệ liên lạc với nhau trên tinh thần thân hữu Vạn Hạnh. Rồi chúng tôi cũng tiếp tục là làm những công việc như là lập quỹ học bổng để mà giúp đỡ các con em sinh viên nghèo của Vạn Hạnh đi học, rồi là cứu trợ trong những trường hợp khó khăn. Thì tất cả những cái đó, những cái mối dây liên lạc đó vẫn còn nuôi dưỡng, cũng nhờ được là cái tinh thần của Vạn Hạnh mà thầy đã giáo dục cho chúng tôi từ trước. Tiếp thu tinh thần giáo dục của Viện Đại học Vạn Hạnh, ngày nay nhiều và rất nhiều sinh viên đã được thành đạt trong khá nhiều lĩnh vực ở trong nước cũng như ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay một điều rất xúc sướng của chúng tôi là chúng tôi được tham gia nhóm làm phim thực hiện bộ phim về Hòa thượng, và chúng tôi được Học viện Phật giáo Việt Nam mời trở lại tại môi trường này để giảng dạy cho các tăng ni trẻ có hai môn học là mỹ thuật Phật giáo Việt Nam và danh lam cổ từ Việt Nam. Và chúng tôi cũng mong muốn tinh thần và hành đấy chúng tôi cũng được truyền tải lại cho thế hệ tăng ni trẻ hôm nay. Hàng năm cứ vào ngày mùng 8 tháng chạp âm lịch, truyền thống họp mặt của cựu sinh viên Vạn Hạnh vẫn được diễn ra và duy trì từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay. Qua những buổi họp mặt ấy, sinh viên Vạn Hạnh luôn thể hiện lòng tôn kính,
và tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu khi mỗi cá nhân đều may mắn được trưởng thành trong môi trường giáo dục của Vạn Hạnh do Hòa Thượng Thích Minh Châu mở lối. Ngoài những hoạt động thường xuyên của Hội Cựu Sinh viên Đại học Vạn Hạnh tại Việt Nam, trên thế giới, những người con Việt Nam đã từng gắn bó và trưởng thành dưới mái trường Vạn Hạnh, hiện đang thành công ở nhiều lĩnh vực, đã thành lập nên Hội Ái Hữu tại các nước. Ra đời với mong muốn kết nối những người con Việt lập nghiệp nơi xa xứ, Hội Ái Hữu đã trở thành một trong những hoạt động đầy ý nghĩa và là điểm tựa tinh thần cho những tâm hồn xa cách quê hương. Hội Ái Hữu Cựu Sinh viên Vạn Hạnh được thành lập trong những năm đầu của thập niên 90. Mỗi năm hội đều có tổ chức họp mặt và cứ 4 năm một lần thì tổ chức một đại hội. Qua đó thì cựu sinh viên Vạn Hạnh cũng như quý vị giáo sư, các cựu nhân viên khắp nơi trên thế giới thì đều về tham dự rất là đông đảo. Thì đó là cũng là những dịp mà anh chị em cựu sinh viên gặp gỡ lại bạn cũ, rồi hàn huyên, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn lúc mà còn học ở Đại học Vạn Hạnh. Mà trong những cái giây phút như vậy đó thì bất cứ người học trò Vạn Hạnh nào cũng không thể là không nhớ đến thầy viện trưởng, tức là đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì thầy Minh Châu lúc nào cũng như là một người cha nhân từ và đáng kính ở trong lòng học trò cũ của Vạn Hạnh. Anh em cựu sinh viên Vạn Hạnh, chúng tôi rất là biết ơn thượng tọa viện trưởng cũng như là quý vị giáo sư, quý vị thầy cô đã rèn luyện hướng dẫn chúng tôi trong một cái môi trường giáo dục rất là nhân bản, tiến bộ theo đạo đức của Phật giáo và của triết học Đông phương, đồng thời là cũng rất tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Thì ở trong một cái mức độ nào đó đó, những cái văn hóa xã hội, kỹ thuật chuyên môn hay là khả năng sinh nữ mà chúng tôi đã hấp thụ được từ Đại học Vạn Hạnh đó cũng đã giúp cho anh chị em cựu sinh viên mau lẹ thích ứng với cái đời sống mới ở nước ngoài, tiếp tục học hỏi cũng như làm việc. Và một số không ít anh chị em cựu sinh viên đã rất là thành công trong cái xã hội ở nước ngoài. Qua tất cả những gì làm được, chúng ta càng thấy rõ hơn tinh thần tương thân tương ái của những cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh. Từ đó cảm nhận nhiều hơn nữa đường hướng và tấm lòng của người làm công tác giáo dục như Hòa Thượng Thích Minh Châu đã được thế hệ sau tiếp thu, phát huy và gìn giữ. Cơ sở 2 của Viện Đại học Vạn Hạnh được thành lập vào năm 1972, nằm trên đường Võ Duy Nguy, nay đã được đổi tên thành đường Nguyễn Kiệm. Kính thưa quý vị và các bạn, cơ sở 2 của Viện Đại học Vạn Hạnh trước kia là phân khoa khoa học ứng dụng và kiến trúc thuộc Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng. Và sau năm 1975 thì Hòa Thượng đã trở về đây để lập nên Phật Học Viện Vạn Hạnh. Viện Đại học mang tên vị thiền sư Vạn Hạnh, một vị cao tăng của Việt Nam thời nhà Lý. Ngài được xem như một tia sáng phi thường, đưa dân tộc Việt Nam bước vào thời đại huy hoàng, thịnh trị. Một nhà sư lỗi lạc của lịch sử Việt Nam, luôn là tấm gương cao cả, nhắc nhở cho bao thế hệ trên con đường học Phật. Chính xác là vào năm 1976 thì Hòa Thượng Thích Minh Châu đã về ở hẳn tại cơ sở 2 của Viện Đại học Vạn Hạnh để xây dựng nơi đây thành Phật Học Viện, tiếp tục làm nơi tu học cho Tăng Ni và Phật tử. Tại cơ sở 2 này, vào năm 1984, Hòa Thượng đã mở trường cao cấp Phật học, nay được gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, do Hòa Thượng làm hiệu trưởng. Nơi đây, Hòa Thượng đã tập trung vào việc tiếp tục phiên dịch toàn bộ kinh tạng Pali sang tiếng Việt, đồng thời giáo hóa đồ chúng và dạy Phật Pháp cho các Phật tử. Tiền thân của Thiền viện Vạn Hạnh này
là một cái nơi, một cái địa điểm để người Sài Gòn trước năm 75 đến đây mà vui chơi mà giải trí. Rồi sau một vài năm thì tôi thấy Hòa Thượng Viện Trưởng cùng với chư đệ tử đã cải tạo, đã xây dựng để biến cái nơi chốn hưởng thụ những cái thú vui vật chất này trở thành địa chỉ tâm linh. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một sự chuyên nghiệp, một sự hóa thân, phải nói là kỳ diệu. Kính thưa quý vị và các bạn, Hòa Thượng Thích Minh Châu là người đầu tiên sau năm 1975 đã đề nghị lịch giảng kinh hàng tuần vào sáng Chủ nhật tại các giảng đường Ấn Quang, Xá Lợi, Vạn Hạnh. Và cho đến ngày hôm nay thì công việc ấy đã đi vào nề nếp. Năm 1979, Hòa Thượng làm Tổng Thư ký Ban Vận động Thống nhất các hệ phái Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Hòa Thượng được mời giữ chức Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký liên tiếp 3 nhiệm kỳ, từ năm 1981 cho đến năm 1997. Cùng năm 1981, Hòa Thượng được mời làm Hiệu trưởng Trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 tại Chùa Quán Sứ, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1989, Hòa Thượng kiến nghị với Giáo hội xin phép thành lập Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Và khi Viện Nghiên cứu được thành lập, Hòa Thượng được mời giữ chức Viện trưởng. Hai năm sau, năm 1991, Hòa Thượng thành lập Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ứng hành Đại Tạng Kinh Việt Nam do người làm chủ tịch. Và cũng từ đó, Đại Tạng Kinh Việt Nam ra đời. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1995, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam được xây dựng cơ sở mới, nay được gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam. Năm 1997, Hòa Thượng với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến tham dự buổi lễ khai giảng khóa 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục của Phật giáo, Hòa Thượng nhấn mạnh rằng trong tất cả môi trường giáo dục nào thì điều đầu tiên phải chú ý đến là giáo dục đạo đức con người. Thật vậy, đây cũng chính là tôn chỉ muôn đời đối với những người theo học Phật. Bởi đạo Phật không phải chỉ là những gì quá xa vời, chỉ có trên lý thuyết hay nặng nề khuôn mẫu bởi những giáo điều khắt khe. Ngược lại, đạo Phật không cầu kỳ và rất gần với cuộc sống. Đạo Phật chính là đạo làm người. Tháng 11 năm 1997, Hòa Thượng được suy tôn vào thành viên Hội đồng Chứng minh và suy cử chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1997 cho đến năm 2002. Bận rộn nhiều công việc, vất vả trăm bề, thế nhưng cứ mỗi lần cấp bằng tốt nghiệp là mỗi niềm vui lại dâng trào. Các vị tăng ni và Phật tử đã có thêm nhiều kiến thức để vững vàng tiếp tục bước trên con đường mà Đức Phật đã mở lối. Là một trong những người khai mở và định hướng giáo dục cho tăng ni sinh cùng Phật tử, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã mang đến cho Phật giáo Việt Nam nói riêng và nền giáo dục nước nhà nói chung nhiều giá trị về lượng lẫn về chất. Tôi trân trọng tuyên bố văn bằng tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là văn bằng tư chất Phật học có trình độ quốc tế. Ai cũng biết tốt nghiệp cử nhân học viện sau 4 năm miệt mài đèn sách là không phải dễ. Thế nhưng, nó cũng chỉ là bước khởi đầu cho những giá trị thực tiễn cần được minh chứng bởi mỗi cá nhân. Trao chiếc bằng cho các học trò, những thế hệ sau, Hòa Thượng đã trực tiếp tiếp thêm niềm tin cho những người con Phật bằng những giá trị từ chính cuộc đời Hòa Thượng đã viết nên. Giáo dục của Phật giáo trong hiện đại thì Ngài là người đầu tiên để mà gọi là mở ra cái đại học về giáo dục. Hòa Thượng có dạy chúng tôi học rất kỹ về tứ trọng ân, tức là ân quốc gia là quan trọng, cho nên đạo Phật không bao giờ gọi phản lại tổ quốc. Thứ hai nữa là ân cha mẹ, ân đồng bào chúng sinh, rồi ân các bậc thầy, vân vân. Đây là một cái ý nghĩa cao cả. Rồi Hòa Thượng dạy chúng tôi là đến cổng thiền viện Vạn Hạnh ấy là có duy tuệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp.
Cho nên là ở đâu có từ bi, có trí tuệ thì ở đó là có thành công tất cả. Nhìn những gì mà Hòa Thượng Thích Minh Châu đã xây dựng cho thế hệ trẻ, chúng tôi cảm thấy trân trọng vô vàn tấm lòng của một người làm công tác giáo dục. Hôm nay, chính những điều ấy đã gợi lên dấu ấn của những ngày tháng xưa. Âm vang lời nói của Hòa Thượng vẫn đâu đây hoài vọng. Dù cho xa cách Việt Nam hơn 12 năm, tôi có cảm giác rằng tôi luôn luôn vẫn ở Việt Nam cùng với toàn thể Phật tử. Và vì vậy về đến đây hôm nay gặp lại toàn thể Phật tử, tôi cảm thấy rằng tôi đã không bao giờ xa cách cả Phật tử cả. Tôi rất lấy làm cảm tạ và cảm ơn toàn thể Phật tử đã giúp tôi về được nước Việt Nam và gặp mặt toàn thể Phật tử hôm nay. Thì đến tháng 4 năm nay, tôi được thơ của Viện Hóa Đạo mời tôi về để mà trông coi cái Viện Cao đẳng Phật học. Và tôi thấy rằng cái bổn phận của tôi ở Ấn Độ đã mãn. Tôi nay có bổn phận phải phụng sự Phật giáo Việt Nam. Vì vậy cho nên tôi nhận lời mà hồi hương để mà trông lo cái Viện Cao đẳng Phật học. Và vì vậy cho nên có cái sự hiện diện của tôi hôm nay. Và tấm lòng ấy vẫn luôn tiếp tục trải rộng bằng những tháng ngày làm việc không ngừng nghỉ cho sự nghiệp ươm trồng mầm xanh tương lai. Một nền giáo dục Phật giáo tốt vốn được xây dựng từ những người đầy ý thức và trách nhiệm, luôn là điểm tựa tin cậy cho tất cả mọi người khi theo bước Như Lai. Một ngày ý nghĩa bắt đầu trong không khí đầy ắp niềm hân hoan, phấn khởi của buổi lễ khánh thành cơ sở mới Học viện Phật giáo Việt Nam. Dù đã ở tuổi cao, nhưng Hòa Thượng Thích Minh Châu vẫn hoan hỷ tiến ra tận cổng chính để chào đón các vị khách quý. Ánh mắt và nụ cười của người hiền hòa, ấm áp giữa vòng vây bao người. Bước chân Hòa Thượng như vội vàng trong không khí phấn khởi, không giấu cảm xúc hạnh phúc của mình. Khi chư tôn giáo phẩm, các cư sĩ, Phật tử đến tham dự rất đông. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của Học viện Vạn Hạnh trên con đường xây dựng và ươm trồng những vườn hoa đạo đức. Bây giờ cuộc đời nó khổ hay lắm mà loạn, cứu khổ là cứu kỳ cái mà tâm thức nó đến bị hủy diệt, cả đó là ngũ khổ, chứ không phải là đem tài sản tới. Cái thời cấp kia cần kiếp đó mà phải đem tới, còn cứu thực sự là phải tâm thức thực sự và phải giáo lý thực sự. Mà cũng đường giáo lý đó là đường về định tuệ, Hòa Thượng luôn luôn trung thành đường về định tuệ. Giá trị và những chân lý sống động của Phật Pháp cao thâm đã giúp con người lìa khỏi bờ mê cùng bao đau khổ để tìm về thực tại, tìm về với chính mình. Đó cũng chính là lý do vì sao mà số lượng sinh viên ngày càng đông dần theo thời gian, nhu cầu học Phật của các cư sĩ, Phật tử ngày càng phát triển. Thiền viện Vạn Hạnh cũng từ đó được đặt đá trùng tu để xây dựng cơ sở vật chất thật tốt, phục vụ cho sứ mệnh giáo dục và hoằng hóa Phật Pháp, phổ độ chúng sanh. Cùng với Hòa Thượng Thích Minh Châu còn có Hòa Thượng Thích Hiển Pháp và Hòa Thượng Thích Trí Quảng chung tay đặt viên đá trùng tu Thiền viện Vạn Hạnh. Buổi lễ diễn ra vào tháng 12 năm 2001. Hòa Thượng hay nói chúng tôi rằng là cuộc đời ngài là chỉ làm về giáo dục, chủ yếu là giáo dục. Và sự thật thì bây giờ sau 10 năm từ 65 tới 75 thì Hòa Thượng đã đào tạo cho đất nước nhiều nhân tài để ở trong nước như nước ngoài. Cho đến thời điểm này, khi nhắc đến Hòa Thượng Thích Minh Châu, người người thường nghĩ ngay đến hình ảnh của một nhà học giả Phật giáo, là một nhà giáo dục rất chuẩn mực, người ra đi tìm con đường phát triển cho Phật giáo nước nhà, giúp cho các thế hệ tăng ni sinh trẻ được kế thừa vững vàng vốn kiến thức cùng những thực tiễn sinh động
một cách sâu sắc và khái quát, chú trọng về mọi yếu tố tạo sự thuận lợi tối đa cho tăng ni sinh phát triển tri thức của mình. Một ngôi trường khang trang được đầu tư về cơ sở vật chất đã được thực hiện nhằm hết lòng mang lại điều kiện học tập thật tốt cho thế hệ tăng ni sinh trẻ của Việt Nam. Lúc nào cũng vậy, dù tuổi đã cao, nhưng Hòa Thượng vẫn thường muốn chính mình đi đến các lớp học, gặp gỡ tăng ni sinh để chia sẻ và động viên tinh thần cố gắng học tập của mỗi người, mai này đem sức mình, tiếp tục phục vụ cho cuộc đời và cho đạo Pháp. Tiên phong trong việc đi tìm tiếng nói chung của đạo Phật qua các tạng kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hòa Thượng đã gặp rất nhiều khó khăn bởi sự chống đối quyết liệt giữa các nhóm quan điểm cực đoan. Thế nhưng, người vẫn âm thầm bước đi. Nói theo khoa học vật lý thì càng lên cao, không khí càng loãng, càng khát khao làm điều gì đó thay đổi lớn lao thì con người càng đơn độc trên chiến trường. Lúc đó, chỉ có Phật và ý chí luôn ở bên ta. Đạo Phật giống như một cây cổ thụ có nhiều cành, nhiều nhánh, tượng trưng cho các pháp môn. Cành nhánh thì có thể riêng, nhưng gốc chung, rễ chung, thân chung, lá giống, hoa giống, quả giống. Pháp môn có thể riêng, nhưng lý tưởng chung, đạo đức chung, phước chung, phong cách giống, định giống, tuệ giống.